When a spring is nearly here in Vietnam, it's time for Tet. Tet is nearly coming, which F3B will sing for you. Tet ơi là Tet. Mùa xuân đến gần và Tết cũng đang cận kề. Các em lớp F3B sẽ biểu diễn bài hát Tết à Tết ơi. Xin mời ba mẹ cùng quý phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo cùng nghe ạ. Yeah.